Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Chúc quý vị và các bạn đầu tuần nhiều may mắn và thuận lợi. Sau đây sẽ là điểm tin trong nước. Sáng ngày 24 tháng 5, Bộ Y tế công bố ca mắc virus thứ 325 tại Việt Nam. Đây là nữ bệnh nhân trở về từ Nga hôm 13 tháng 5. Trước đó, nữ bệnh nhân này từng mắc virus viêm phổi Vũ Hán tại Nga, đã khỏi bệnh trước khi về Việt Nam, cụ thể như sau. Ca số 325 là bệnh nhân nữ 34 tuổi, có địa chỉ tại Gia Viễn, Ninh Bình. Ngày 13 tháng 5, bệnh nhân từ Moscow trở về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 125, Hải Dương. Ngày 21 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương là dương tính vào ngày 22 tháng 5. Ngày 23 tháng 5, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hải Dương. Ngày 23 tháng 5, trang Financial Times có bài viết với nhan đề Việt Nam dồn hết sức cứu bệnh nhân số 91. Theo tờ báo của Anh, Việt Nam có số lượng ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán khiêm tốn so với thế giới. Trong đó có một trường hợp thu hút sự chú ý đặc biệt của báo chí, các bác sĩ và người dân. Đó là bệnh nhân số 91, phi công người Anh, 43 tuổi, hiện làm việc cho hãng hàng không Vietnam Airlines. Tới nay đã có khoảng 60 người với đủ ngành nghề như bác sĩ, y tá, nhà báo, bộ đội sẵn sàng hiến một phần phổi cho bệnh nhân số 91. Tuy nhiên, theo nhận định của các bác sĩ, phi công người Anh khó nhận phổi từ người còn sống. Nếu áp dụng, khối lượng cho sẽ rất lớn, như vậy sẽ biến một người bình thường thành tàn phế. Giải pháp hợp lý nhất với người bệnh trên là nhận phổi từ người cho chết não. Tuy nhiên, hiện chưa thể thực hiện ca phẫu thuật do anh bị nhiễm trùng phổi, suy đa tạng và chưa có người bảo hộ. Sau thời gian tạm hoãn để phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, kể từ ngày 23 tháng 4, việc tiêm chủng thường xuyên được tổ chức trở lại. Ngoài 8 loại vaccine cần tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi, thì các bà mẹ cũng cần lưu ý đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi vaccine viêm não Nhật Bản khi trẻ đủ 1 tuổi để chủ động chống dịch bệnh do virus viêm não Nhật Bản là bệnh có xu hướng tăng cao trong các tháng hè. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề xuất Bộ Tài chính miễn giảm phí bảo trì đường bộ cho các phương tiện vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cụ thể, đối với vận tải hành khách, giảm 30% phí bảo trì đường bộ trong tháng 3 năm 2020 khi nhu cầu đi lại của người dân bị hạn chế. Giảm 100% phí trong tháng 4 vì toàn bộ hoạt động vận tải hành khách phải dừng. Giảm 50% phí trong tháng 5 khi vận tải hành khách đã được phép hoạt động bình thường nhưng nhu cầu đi lại chưa tăng cao. Giảm 15% phí tháng 6 năm 2020 nhằm hỗ trợ các đơn vị bình ổn hoạt động sản xuất và khắc phục những khó khăn bởi dịch bệnh. Riêng với vận tải hàng hóa do không bị ảnh hưởng nhiều nên Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giảm mức 10%, 25% và 5% tương ứng trong các tháng, tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2020. Theo đề xuất, hình thức giảm phí thực hiện theo hình thức khấu trừ vào kỳ đăng kiểm tiếp theo. Thị trường bất động sản Việt Nam có thể sẽ nhận được sự đầu tư lớn từ các công ty toàn cầu nhằm đa dạng hóa các cơ sở sản xuất. Việt Nam được dự đoán sẽ hưởng lợi từ cuộc di cư khỏi công xưởng của thế giới. Đây đang là địa điểm hấp dẫn như một giải pháp thay thế cho Trung Quốc kể từ khi Apple, Samsung và các nhà cung cấp của họ chuyển đi để giảm thiệt hại thuế quan do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Các nhà phân tích cho rằng bất động sản công nghiệp và nhà ở tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có khả năng sẽ nhận được làn gió mới sau khi lệnh đóng cửa do đại dịch đã phá vỡ chuỗi cung ứng và làm leo thang căng thẳng trong thương mại và chính trị giữa Trung Quốc và các cường quốc kinh tế khác. Theo báo Tuổi Trẻ, trận đấu giữa Nam Định với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường ở Cúp Quốc gia 2020 là một trong những trận đấu hiếm hoi của thế giới cho phép khán giả vào sân cổ vũ ở thời điểm này. Nhiều tờ báo châu Á cũng bình luận khá nhiều về việc ban tổ chức cho phép khán giả vào sân xem trận đấu. Báo tiếng Nhật Vietjo viết, cho phép tối đa 10.000 khán giả vào sân đã biến nó trở thành trận đấu có khán giả đông nhất thế giới vào lúc này. Làm quốc gia thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh và mở lại giải đấu trong nước với khán giả có thể vào sân theo dõi, họ có thể tạo sự hấp dẫn với thế giới. Trong hai ngày 23-24 tháng 5, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở châu Âu, châu Phi và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại thực hiện chuyến bay đưa hơn 300 công dân Việt Nam trở về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay là các trường hợp đặc biệt khó khăn như học sinh dưới 18 tuổi, người đi khám chữa bệnh, du lịch thăm thân, công tác hết hạn từ các nước châu Âu như Đức, Anh, Pháp, Ba Lan, Czech, Hungary, Bồ Đào Nha, Ý, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Sĩ, Slovakia và một số công dân công tác hết hạn bị kẹt tại một số nước châu Phi như Algeria, Nigeria. Ở chuyến đi từ Hà Nội đến Hà Lan, chuyến bay cũng đã vận chuyển số khẩu trang chống khuẩn là quà tặng của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội gửi Nghị viện Hà Lan.
Tuần qua, thị trường xe nổi bật với thông tin Thủ tướng đồng ý về chủ trương giảm 50% phí trước bạ ô tô trong nước. Dự kiến nếu phí trước bạ giảm 50%, giá lăn bánh, giá sau khi người tiêu dùng đóng đầy đủ các loại thuế phí của xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm từ vài chục đến vài trăm triệu đồng một chiếc. Lợi thế cạnh tranh xe trong nước sẽ gia tăng với xe nhập. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ông Nguyễn Chí Dũng cho biết, Thủ tướng mới đồng ý về chủ trương để trình sang Quốc hội. Đây mới chỉ là thống nhất chủ trương, còn thẩm quyền quyết định là Quốc hội. Quốc hội sẽ quyết định chứ không phải Chính phủ. Tiếp theo sẽ là một vài thông tin về Trung Quốc. Hàng triệu công dân Trung Quốc có thể bị buộc cách ly vì số liệu thống kê không đồng nhất và số ca nhiễm virus corona ở khu vực phía đông bắc Trung Quốc tăng mạnh. Điều này cho thấy một đợt bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán mới lại đang xảy ra. Chính quyền Trung Quốc đang tuyên bố tình trạng thời chiến ở ít nhất hai thành phố lớn, trong đó có thủ đô Bắc Kinh. Tại thủ đô Bắc Kinh, hàng chục bệnh nhân đã được phát hiện có triệu chứng sốt, nhưng họ khẳng định chỉ bị nhiễm vi khuẩn chứ không phải virus corona Vũ Hán. Các nhà khoa học ở Canada và Mỹ đã kiểm tra các mẫu môi trường từ khu chợ hải sản trong tâm trấn của virus corona Vũ Hán và tìm thấy chúng giống hệt nhau về mặt di truyền với các chủng virus viêm phổi Vũ Hán ở người. Họ nói thêm rằng các mẫu virus ở khu vực chợ hải sản rất có thể có nguồn gốc từ con người. Bài báo chưa được đánh giá ngang hàng, có nghĩa là nó chưa được các nhà khoa học khác trên thế giới đánh giá kiểm chứng và công nhận. Mỹ xác định Viện Khoa học Pháp Y thuộc Bộ Công an Trung Quốc và công ty dệt may Asu Hefu đã vi phạm nhân quyền và lạm dụng ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Ngoài ra, danh sách có thêm 7 công ty giám sát công nghệ cao của Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ sẽ xử phạt các tổ chức, công ty này chủ yếu liên quan đến lĩnh vực giám sát công nghệ cao do vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác ở khu vực phía Tây Tân Cương. Các thực thể này sẽ phải đối mặt với các hạn chế mới đối với quyền truy cập vào công nghệ của Mỹ. Mới đây, một lượng lớn các đặc vụ vũ trang được FBI California phải đến bất ngờ bao vây một gia đình người Hoa tại Irvine, bắt giữ cựu chiến binh thủy quân lục chiến 24 tuổi Phương Kiệt Lâm, một thanh niên gốc Hoa. Vụ việc đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng Trung Quốc. Có tin tức cho biết Phương Kiệt Lâm bị bắt vì tình nghi là thành viên của tổ chức tự vệ vũ trang người Hoa tại Irvine khi dịch bệnh xảy ra vào tháng 3. Sau đó, các đặc vụ đã lục soát xe và nhà gara của Phương trong khoảng vài giờ. Màn hình TV cho thấy các nhân viên FBI lấy đi một hộp súng hình chữ nhật từ gara, ngoài ra còn có một lượng lớn đạn dược. Tiếp theo sẽ là phần tin trên thế giới. Theo báo cáo của Bộ tới Hạ viện Đảng Cộng Hòa trong một cuộc họp ngắn và một lá thư trong tuần này, Bộ Giáo dục Mỹ DOE đã phát hiện rằng khoản tiền quyên góp cho các trường đại học Mỹ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ đến từ Trung Quốc và Nga. Theo tờ Tahoe đưa tin, tính đến nay DOE đã phát hiện khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, tức là khoảng 140.000 tỷ Việt Nam đồng tiền quyên góp cho các trường đại học Mỹ nhưng không được báo cáo lại. Đây là các trường đại học đang bị Hạ viện Đảng Cộng Hòa điều tra vì vi phạm mục 117 của Đạo luật Giáo dục Đại học năm 1965, trong đó cấm các tổ chức giáo dục bậc đại học trở lên báo cáo sai hoặc không báo cáo về các phần quà tặng hiện vật hoặc quyên góp từ nước ngoài trị giá từ 250.000 đô la Mỹ trở lên, tức là khoảng 5,83 tỷ Việt Nam đồng. Theo các trợ lý quốc hội và cựu quan chức Mỹ, các quan chức Mỹ đã tranh luận về việc thực hiện các vụ thử hạt nhân đầu tiên của nước này sau 28 năm để gây sức ép lên Nga và Trung Quốc tham gia thỏa thuận kiểm soát vũ khí ba bên. Theo tờ Washington Post thông tin, về cuộc thảo luận lần đầu tiên đã trích dẫn một quan chức chính quyền cấp cao nói rằng Mỹ muốn chứng minh với Moscow và Bắc Kinh rằng Mỹ có thể thực hiện một cuộc thử nghiệm nhanh. Thảo luận được đưa ra sau khi một số quan chức Mỹ thông báo rằng Nga và Trung Quốc đang bí mật tiến hành các thử nghiệm hạt nhân năng suất thấp, nhưng Moscow và Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Hiện tại, Mỹ vẫn đang là quốc gia có tổng số ca nhiễm cao nhất trên thế giới với 1.666.829 ca nhiễm, trong đó có 98.683 ca tử vong và 446.927 ca hồi phục. Chính phủ của Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro, đã gia hạn lệnh đóng cửa biên giới thêm 30 ngày trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đã trở thành nước có tổng số ca nhiễm virus nhiều thứ hai trên thế giới. Công báo của chính phủ Brazil cho biết biện pháp này sẽ áp dụng cho tất cả các biên giới đường bộ và hàng không, chỉ trừ giao thông thương mại. Ngoài ra, lệnh cấm nhập cảnh còn được miễn trừ đối với các công dân Brazil và người nước ngoài tạm trú hay thường trú tại nước này theo các cơ quan đại diện ngoại giao. Hiện tại, Brazil có tổng số là 349.113 ca nhiễm, trong đó có 22.165 ca tử vong và 142.587 ca hồi phục. Chỉ vài giờ sau khi Bắc Kinh đưa ra luật an ninh quốc gia áp dụng sâu rộng ở Hồng Kông,
Hai thượng nghị sĩ Mỹ dự kiến sẽ đệ trình dự luật lưỡng đảng nhằm xử phạt các quan chức Trung Quốc vi phạm quyền tự trị của Hồng Kông. Với tiêu đề Đạo luật tự trị Hồng Kông, dự luật này được đưa ra nhằm bảo vệ quyền con người ở Hồng Kông bằng cách trừng phạt các quan chức chính quyền Trung Quốc có các can thiệp vào lãnh thổ tự trị này. Dự luật cũng đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng thực hiện các giao dịch quan trọng trực tuyến với các thực thể liên quan đến việc lạm dụng đó. Tuyên bố chung phê phán dự luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông của Bắc Kinh do cựu thống đốc Hồng Kông thời thuộc Anh, ông Christopher Patton và cựu Ngoại trưởng Anh Malcolm Rifkind đứng ra thực hiện. 17 thành viên Quốc hội Mỹ cũng tham gia ký tên. Tổng cộng có 186 lãnh đạo, chính sách và luật đã tham gia tuyên bố trên. Chỉ trích dự luật mới của Trung Quốc là sự tấn công toàn diện vào tính tự trị của thành phố, luật pháp và các quyền tự do cơ bản, cũng như vi phạm trắng trợn. Tuyên bố chung Trung Anh năm 1997 về việc trao trả Hồng Kông. Tình hình dịch bệnh tại Mexico đang diễn biến phức tạp với số ca bệnh và ca tử vong tăng gần 60% trong vòng một tuần qua. Chính phủ Mexico vẫn đang tiến hành từng bước mở cửa lại nền kinh tế. Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico đã tiến hành 215.656 xét nghiệm và ghi nhận tổng cộng 65.856 ca nhiễm, trong đó có 7.179 ca tử vong và 44.919 ca hồi phục. Bộ Y tế Palestine thông báo một người phụ nữ 77 tuổi đã thiệt mạng ở dải Gaza sau khi nhiễm virus corona. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do virus ở Palestine. Theo Bộ Y tế, bệnh nhân có tiền sử bệnh mãn tính và tới Gaza thông qua nước láng giềng Ai Cập vào ngày 19 tháng 5. Bệnh nhân đã được cách ly để đề phòng từ thời điểm đó. Palestine hiện có tổng số là 423 ca nhiễm, trong đó có 3 ca tử vong và 348 ca hồi phục. Bộ Y tế Ả Rập Xê Út đã thông báo giới thiệu thiết bị đeo tay thông minh cho những công dân trở về từ nước ngoài và được tự cách ly ở nhà. Các vòng tay này sẽ đảm bảo rằng những người bị nhiễm virus được cung cấp các chỉ dẫn an toàn và luôn ở nhà. Ả Rập Xê Út hiện có tổng số là 70.161 ca nhiễm, trong đó có 379 ca tử vong và 41.236 ca hồi phục. Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố các địa điểm du lịch ở Iran, trong đó có các bảo tàng và di tích lịch sử, sẽ được phép mở cửa trở lại kể từ ngày 24 tháng 5, sau gần 3 tháng đóng cửa do đại dịch. Các địa điểm tôn giáo linh thiêng cũng sẽ được phép mở cửa trở lại vào ngày 25 tháng 5, trong khi tất cả những người lao động ở Iran sẽ quay trở lại làm việc từ ngày 30 tháng 5. Hiện tại, Iran có tổng số là 133.521 ca nhiễm, trong đó có 7.359 ca tử vong và 104.072 ca hồi phục. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo 10 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong đại dịch. Ông cũng cho biết lễ tang sẽ bắt đầu từ thứ Ba ngày 26 tháng 5, khi cả nước bắt đầu chuyển sang giai đoạn 1 của kế hoạch nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Ông nói rằng đây là lễ tang dài nhất trong lịch sử nền dân chủ của chúng ta. Tây Ban Nha hiện đang là nước có tổng số ca nhiễm cao thứ tư trên thế giới với 282.370 ca nhiễm, trong đó có 28.678 ca tử vong và 196.958 ca hồi phục. Người trồng cà phê Colombia hiện được hưởng lợi ích từ sự mất giá của nội tệ đồng peso so với đồng USD khiến giá thu mua cà phê trên thị trường ở mức cao. Tuy nhiên, vào thời điểm này, ở khu vực miền Trung Colombia, nơi có diện tích cà phê lớn nhất cả nước, các trang trại lớn đang gặp rắc rối vì thiếu nhân công thu hoạch cà phê do các biện pháp cách ly xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Colombia hiện có tổng số là 20.177 ca nhiễm, trong đó có 705 ca tử vong và 4.718 ca hồi phục. Theo hãng tin KCNA, Bình Nhưỡng đang cân nhắc nâng cao năng lực hạt nhân của mình sau cuộc họp do Chủ tịch Kim chủ trì tại Ủy ban Quân sự Trung ương khóa 7 của Đảng Lao động Triều Tiên. KCNA cho biết cuộc họp đã đề ra các chính sách mới nhằm nâng cao năng lực răn đe bằng chiến tranh hạt nhân của quốc gia, cũng như đặt lực lượng vũ trang chiến lược vào trạng thái cảnh giác cao độ. Các hãng hàng không Hàn Quốc đã đồng loạt thông báo kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu về nước của công dân Hàn Quốc tại nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh có phần lắng xuống. Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air cho biết sẽ mở lại 32 trên tổng số 100 tuyến bay quốc tế sau 50 ngày gián đoạn. Trong đó có các tuyến bay đến các thành phố của Mỹ và Canada, tần suất 146 chuyến mỗi tuần. Một hãng hàng không lớn khác là Asiana Airlines cũng cho biết sẽ nối lại 27 trên 73 tuyến quốc tế, tần suất dự kiến tăng từ 53 lên 110 chuyến mỗi tuần. Hàn Quốc hiện có tổng số là 11.190 ca nhiễm, trong đó có 266 ca tử vong và 10.213 ca hồi phục. Các nhà khoa học tại Nga đã tiến hành cuộc thử nghiệm không chính thức đầu tiên về vaccine ngừa virus viêm phổi Vũ Hán lên người của chính mình và cho biết
thuốc có hiệu quả. Theo lời của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Alexander Jinbull, các nhà khoa học lựa chọn phương án tự thử nghiệm vaccine không chỉ để chứng minh tính hiệu quả của loại thuốc này, mà đây còn là cách bảo vệ bản thân các nhà nghiên cứu trước virus viêm phổi Vũ Hán, do họ tin rằng cơ thể sẽ trở nên miễn dịch và giúp họ tiếp tục công việc trong suốt mùa dịch. Ông Jinbull tin rằng phải mất 6 tháng để toàn bộ người dân Nga có thể sử dụng vaccine này một khi nó được cấp phép. Nếu như mọi thứ diễn biến theo kế hoạch, ông hy vọng cuối hè năm nay vaccine sẽ được phê duyệt. Nga hiện tại là nước có tổng số ca nhiễm cao thứ 3 trên thế giới với 344.481 ca nhiễm, trong đó có 3.541 ca tử vong và 113.299 ca hồi phục. Tiếp theo sẽ là một vài thông tin về các nước ở Đông Nam Á. Singapore hiện có tổng số là 31.616 ca nhiễm, trong đó có 23 ca tử vong và 13.882 ca hồi phục. Tổng số ca nhiễm lúc này ở Indonesia đang là 22.271 ca nhiễm, trong đó có 1.372 ca tử vong và 5.402 ca hồi phục. Philippines hiện có tổng số là 14.035 ca nhiễm, trong đó có 868 ca tử vong và 3.249 ca hồi phục. Mới đây, giới chức Malaysia đã xác định một ổ dịch với 21 ca nhiễm tại trung tâm cách ly dành cho người nhập cư Semeni nằm gần thủ đô Kuala Lumpur. Và hiện Bộ Y tế nước này vẫn chưa xác nhận được đâu là nguồn lây nhiễm của ổ dịch trên. Tuy nhiên, theo tờ Reuters trích lời Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia nhận định rằng dù những người nhập cư trước khi vào trung tâm này đều được khám sức khỏe, nhưng có thể khi đó họ đang trong thời gian ủ bệnh nên giới chức y tế không thể phát hiện. Malaysia hiện có tổng số là 7.245 ca nhiễm, trong đó có 115 ca tử vong và 5.945 ca hồi phục. Tổng số ca nhiễm lúc này của Thái Lan đang là 3.040 ca nhiễm, trong đó có 56 ca tử vong và 2.921 ca hồi phục. Tổng số ca nhiễm lúc này của Myanmar đang là 201 ca nhiễm, trong đó có 6 ca tử vong và 120 ca đã hồi phục. Brunei hiện có tổng số là 141 ca nhiễm, trong đó có 1 ca tử vong và 136 ca hồi phục. Campuchia hiện có tổng số là 124 ca nhiễm, trong đó có 122 ca đã hồi phục. Lào hiện có tổng số là 19 ca nhiễm, trong đó có 14 ca đã hồi phục. Sau đây sẽ là phần tin tổng hợp trong ngày. Trước tiên sẽ là tin tổng hợp tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam ghi nhận thêm một ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên đến 325 ca, trong đó đã có 267 ca đã hồi phục. Tiếp theo là tin tổng hợp trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận thêm hơn 55.000 ca nhiễm mới và hơn 2.200 ca tử vong mới. Tổng số ca nhiễm trên thế giới đã vượt mức 5,4 triệu ca. Tổ chức Y tế Thế giới trong một thông cáo nói rằng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại châu Phi đã vượt qua 100.000 trường hợp. Trong đó, số ca bệnh tại 9 quốc gia thuộc lục địa đen trong tuần qua đã tăng 50%. Chuyên gia y tế Michael Ryan thuộc WHO nhận định dịch bệnh sẽ còn tiếp tục lan rộng ở châu Phi bởi hệ thống chăm sóc y tế cũng như máy thở oxy tại đây vô cùng thiếu thốn. Tiếp theo là phần số liệu tổng hợp theo nguồn World Meter. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lúc này là 5.420.637 ca. Tổng số ca tử vong đang là 344.257 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 2.255.061 ca. Quý vị và các bạn thân mến, người đang yêu lo nghĩ cho mối quan hệ tình cảm, học sinh, sinh viên lo cho việc học tập, người đi làm lo cho sự nghiệp, mỗi người đều lo lắng bản thân, còn chỗ nào chưa làm đủ tốt. Những điều không thể giải quyết vào ban ngày, đến đêm liền trỗi dậy, khiến ta trằn trọc suy nghĩ khôn nguôi về chúng. Nhưng có một điều, khi chìm đắm trong nỗi phiền muộn của ngày hôm nay, ta sẽ chỉ hoãn hy vọng của ngày mai và biến mình thành tù nhân trong chính lồng giam do tự mình tạo nên. Cuộc sống không chỉ là sở hữu mà còn phải biết cho đi. Có lẽ nên để nỗi buồn của ngày hôm qua trở thành động lực để ngày hôm nay được tốt hơn, thay vì trở thành cái hố lớn ngăn cản bước chân tiến về phía trước. Tu trăm năm mới chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Mỗi người ta gặp đều là cùng ta có một hồi duyên phận. Nhưng đúng người thì dù có gặp bao nhiêu khó khăn nữa vẫn sẽ đến với nhau. Sai người thì dù có chờ đợi bao nhiêu đêm vẫn chỉ là có duyên vô phận. Đã phấn đấu, đã cố gắng, vậy thì nếu đến cuối không phải là của mình thì chính là vì vô duyên. Thay vì biến nó thành một cái gai đâm mình chảy máu, hãy học cách buông tay để nó vẫn mãi là một hồi kỷ niệm đẹp quý vị nhé.
Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Trong cuộc sống, không phải người nào nắm giữ nhiều mới giàu có. Người biết buông bỏ để tâm trở nên thông đạt, tâm ý hài hòa mới là người thông minh nhất. Chọn sống mỗi ngày tràn đầy hy vọng vào tương lai hay chấp nhận ngã xuống ở quá khứ đều chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ của chúng ta. Chúc cho quý vị khán giả thân yêu có cuộc sống nhiều thoải mái và vui tươi. Và thưa quý vị, chúng tôi vẫn hay chia sẻ đến quý vị vào cuối mỗi một bản tin rằng trong lúc rảnh rỗi, quý vị và các bạn hãy cùng với người thân thử tìm hiểu về khí công xem sao. Vì theo như Ngọc Trang được biết, luyện tập khí công cũng là một liệu pháp thật tốt hỗ trợ cơ thể tái tạo tế bào, trẻ hóa não bộ, tăng cường thải độc, tăng sức đề kháng, giảm stress, giúp bạn kiểm soát cảm xúc và tích cực hơn trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Hành Trình Tương Lai để không bỏ lỡ những tin tức hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe theo dõi chương trình ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị vào bản tin ngày mai.